Đó là một cộng đồng nơi những giá trị văn hóa truyền thống của người Tày được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi con người sống với nhau một đời sống chan hòa, gắn kết, yêu lao động và mến khách. Là nơi những vị khách phương xa có thể dừng chân, tìm thấy tiếng cười và niềm vui sau những gấp gáp, vội vã của vòng quay cuộc sống. Khi tiếng hát then của những bà, những chị cất lên, du khách như được lạc vào một miền âm nhạc giật dìu, an vui, rộn ràng của những ngày xuân mới. Với người Tày, hát then đàn tính là sợi dây kết nối muôn đời, chảy xuyên suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một nghi thức không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh và cả cuộc sống đời thường. Những lời ca ấy cũng như lời chào khách đến chơi nhà, ngọt ngào mà đằm thắm. Bên bếp lửa bập bùng ấm áp, chén rượu chưa chạm môi đã thấy đắm say lòng người. Cảm nhận đầu tiên của tôi là một cái vùng đất rất là yên bình, con người thì rất là hòa thuận với thiên nhiên, rồi là đặc biệt là cái tình cảm giữa những người Tày, người Nùng ở đây, đồng bào dân tộc ở đây với du khách. Họ vẫn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, như đồng thời họ có những cái mà tiếp thu các cái văn hóa tinh hoa của các cái dân tộc khác. Đây là một cái nét văn hóa rất là hòa quyện giữa dân tộc, 54 dân tộc của chúng ta. Người ta vẫn bảo, muốn tìm hiểu về văn hóa của người Tày bản địa ở Thái Nguyên thì chỉ cần đến khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, nằm cách không xa trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đây là một ngôi làng đặc biệt của người Tày, nơi những gia đình 3-4 thế hệ cùng chung sống, ăn chung một nồi cơm, tiêu chung một túi tiền, cùng lao động, làm việc chăm chỉ. Đó là một cộng đồng của những con người thiện lành, yêu thương, đoàn kết, đồng lòng góp sức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Tày với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Cách đây 20 năm về trước thì mảnh đất này là một mảnh đất mà không có người vào đây sinh sống, là một mảnh đất mà rất là nghèo và hoang sơ. Khi mà trưởng làng là bà Nguyễn Thị Thanh Hải, bà về đây và gây dựng từ hai bàn tay trắng đi lên. Bà lên vùng ATK Định Hóa ở Thái Nguyên đó, và bà đã vận động bà con và mua lại được 30 ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời 70 đến 80 năm tuổi ở trên đó, và chuyển về xóm Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên này, và phục dựng lại nguyên bản những ngôi nhà sàn truyền thống tại đây. Đồng bào Tày ở đây chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình làm du lịch. Họ chọn một lối sống thuần tự nhiên, chăm chỉ lao động, sản xuất nông nghiệp và duy trì một lối sống truyền thống
dưới những nếp nhà sàn. Ở đây có thể bắt gặp rất nhiều những đồ dùng, vật dụng truyền thống trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của bà con như cối xay thóc, cối giã gạo, mâm cơm bằng gỗ, rổ giá bồ đan bằng tre nứa. Hầu hết các vật dụng này đều được đưa về từ vùng ATK Định Hóa với chất liệu, hình thức và các chế tác truyền thống. Chưa được như thế này đâu, vẫn còn đang trong giai đoạn là xây dựng, thì là về đây thì đường xá còn đi lại cũng vẫn còn khó khăn chứ chưa được như bây giờ. Thì gia đình với cùng bản làng thì cũng cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm việc, có việc gì thì làm việc đấy. Vậy mà thấm thoát cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày bà Mai Thị Đặng cùng chồng con và các cháu chuyển về Thái Hải. Hỏi bà cuộc sống có khác không? Bà kể khác nhiều lắm. Đến cái cây cũng lớn lên từng ngày mà. Rồi từ ngày trở thành một điểm du lịch, Thái Hải tấp nập hẳn lên. Những người nông dân cả đời gắn với ruộng vườn như bà cũng bắt đầu học cách để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mỗi khi khách rời đi, bà lại quay về với nếp sống an hòa, mải mê với một mẻ bánh khảo mới. Trước đây, bánh khảo được coi là món kẹo Tết của người Tày mỗi dịp Tết đến xuân về. Giờ thì bà đang làm bánh quanh năm để đãi khách đến với bản làng. Phong bánh khảo là món quà dung dị của bản làng, nhưng để làm ra được phong bánh ngon thì rất cần sự tỉ mẩn, cẩn thận đến từng công đoạn. Những phong bánh sắc màu có sự kết hợp của bột gạo nếp tượng trưng cho đất mẹ, hòa quyện vị ngọt của đường phèn, thơm nồng tình yêu thương. Là du khách thường xuyên đến đây và cùng trải nghiệm với cái nếp sống của cái người Tày của chúng tôi càng ngày càng được nhiều hơn. Cách đó không xa là nhà bà Nông Thị Hảo, thông gia của nhà bà Đặng. Ở Thái Hải, không hiếm những gia đình gả vợ gả chồng cho con cái như thế này. Có lẽ vì thế mà tình cảm của bà con ở đây càng thêm gắn bó. Nhà bà Đặng được gọi là nhà chè ở Thái Hải. Các thành viên nhà chè có trách nhiệm sản xuất, chế biến chè phục vụ nhu cầu cho cả làng. Ai có nhu cầu uống trà hoặc nhà có khách thì đến nhà chè lấy về. Một phần chè được bán cho du khách để làng có thêm nguồn thu. Mọi hoạt động sản xuất của đồng bào dân tộc Tày ở đây đều mang tính tự cung tự cấp. Họ trồng rau, cấy lúa, nuôi cá, chăn thả gia súc, sản xuất nước uống đóng chai, trồng và chế biến chè xanh, tự nấu rượu theo đặc trưng của dân tộc mình. Mọi hoạt động đều gắn với sinh thái để bảo đảm không tác động tới môi trường và duy trì nguồn thực phẩm sạch để sử dụng.
cái quy trình thủ công này ấy, là truyền thống của người Tày, cho nên chúng tôi ngày nào cũng làm và ngày nào cũng giữ gìn. Ví dụ như cái bánh chè lam này, ngày nào chúng tôi cũng làm. Khi mà khách đến đây thì được ăn, mà nếu mà khách mà không đến là con cháu đến ăn mà, thì là con cháu cứ đi học về, bà ơi con đói rồi, con xin bà ăn miếng bánh, thế là lên là ăn thôi. Còn các cháu mà đi làm về mà thích uống nước chè thì bà ơi cho con ấm nước chè. Thế là lại có đĩa bánh chè lam ta nữa, vừa uống nước chè vừa ăn bánh chè lam. Dù khách đến với Thái Hải rất ngạc nhiên bởi làng có gần 200 người nhưng không ai có sở hữu riêng. Sản phẩm mỗi người làm ra đều được tập hợp lại, sau đó phục vụ cho nhu cầu của từng người và cộng đồng làng. Cái ăn, cái mặc, chỗ ở, nhu cầu chi tiêu riêng của mỗi gia đình, cá nhân, như có người ốm ở quê cần về thăm, ai đó bị ốm cần đi khám chữa bệnh, con cái đi học, kể cả đi học đại học, đều do làng đứng ra lo liệu. Căn nhà sàn này là của bà Mã Thị Liêm, cũng là nhà thuốc của cả làng. Từ những cây thuốc được trồng và bảo tồn ở Thái Hải, bà Liêm đã kỳ công biến chúng thành những bài thuốc bí truyền của người Tày, giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe cho bà con trong làng. Đồng thời với những du khách có nhu cầu, thì nhà thuốc cũng là nơi cung cấp các bài thuốc nam. Quá khô rồi. Hàng ngày ai bị làm sao về sức khỏe thì cứ lên nhà thuốc này thì chúng tôi sẽ đun nước, đun sắc thuốc cho mọi người để uống. Vào dịp cuối tuần hay những kỳ nghỉ lễ dài, du khách trong và ngoài nước tìm đến Thái Hải rất đông. Đây là dịp để mọi người được sống chậm, được tìm hiểu về đời sống văn hóa của bà con dân tộc, về những lễ hội truyền thống, những trò chơi dân gian. Trong một không gian rộng rãi và trong lành, du khách được thỏa sức tham gia mọi hoạt động trải nghiệm vui chơi. Lần đầu tiên được trải nghiệm những cái điều mới thì em cảm thấy rất là hào hứng. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em đặt chân đến một cái vùng gọi là vùng dân tộc thiểu số của Thái Nguyên. Đây là em cảm nhận được rất rõ kiểu như là người ta sẽ làm việc như thế nào và học hỏi như thế nào, và khiến cho em có nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức hơn về xã hội. Thái Nguyên nằm ở phía Bắc của Việt Nam và có đa dân tộc. Và qua đó chúng ta sống trong cái gia đình, đại gia đình các dân tộc Việt Nam, thì chúng ta cũng cần phải hiểu về các dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Tày ở cái làng sinh thái Thái Hải. Đào to lên! Đêm xuống, khi bóng tối bao trùm khắp bản làng Thái Hải là khi những du khách được thắp lên ngọn lửa trại, chung vui trong niềm vui rộn ràng được trở về với thiên nhiên, với một cuộc sống thuần khiết, không bon chen, không tư lợi. Để mà đón được du khách đến với bản làng Thái Hải thì bản làng Thái Hải đặt ra mục tiêu là không phải là du khách về đây và mình làm mọi cách để thương mại hóa bản làng Thái Hải. Đón khách về với bản làng giống như đón khách về với gia đình của mình, giống như đón khách về với nhà của mình. Ở Thái Hải có một ngôi trường bé xinh dành cho con em của đồng bào dân tộc. Đến trường, các con được học chữ, được học đàn, học hát. Những cô bé, cậu bé trong trang phục truyền thống của người Tày ngay từ nhỏ đã được gieo vào mình tình yêu với bản làng, với văn hóa của dân tộc, ý thức giữ gìn và tôn trọng những nét đẹp truyền thống.
chăn và một sợi dây chuyền vàng để cô bé có thể đeo vào cổ. Thế là trăng công chúa vui sướng ra khỏi được. Bắt đầu, mời anh hãy đọc. 6 tuổi, bé xíu như vậy, nhưng hứa tặng cho cô gái bé nhỏ của mình. Của cô gái trăng cho cô bé, nhưng ai đấy đều đòi vời á. Gặp. Những đứa trẻ ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập và cuộc sống sẽ được vinh dự vào thăm nhà lưu niệm Bác Hồ trong bản. Với các con, đó là niềm tự hào, là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực. Đó cũng là cách người Tày ở Thái Hải trao truyền cho thế hệ con cháu những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình. Trong thời gian tới thì ở cộng đồng bà con bản làng Thái Hải vẫn đang tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống của người dân tộc Tày tại bản làng Thái Hải và sẽ lan tỏa hơn nhiều hơn nữa đến cộng đồng trong và ngoài nước để tất cả mọi người đều biết được cái giá trị văn hóa truyền thống người Tày tại nơi đây. Hữu xạ tự nhiên hương, bản làng Thái Hải ngày càng thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống nhà sàn, văn hóa dân tộc Tày. Ba mươi nếp nhà sàn truyền thống với những nét văn hóa vật thể, phi vật thể cùng cách bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái theo hướng bền vững đã giúp làng Thái Hải trở thành địa chỉ du lịch độc đáo ở Thái Nguyên và giành được nhiều giải thưởng du lịch trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, tại Ả Rập Xê Út, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Tây Hải đã vinh dự nhận giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng. Đây là giải thưởng vinh danh những ngôi làng có cam kết đổi mới, định hướng phát triển bền vững ở khía cạnh kinh tế xã hội, môi trường và tập trung phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. Gắn bảo tồn những giá trị di sản với phát triển du lịch, đồng bào dân tộc Tày ở Thái Hải đã thổi vào đời sống của bản làng cái hồn vía của dân tộc, của ông cha. Để những di sản thực sự có sức sống bền lâu và trở thành niềm cảm hứng cho những cộng đồng dân tộc khác ở Thái Nguyên và cả Việt Nam nói chung về cách bảo tồn và phát triển cùng thời đại. Thank you.